Hello, xin chào các anh chị đã quay trở lại một kênh YouTube của Startup VIP. Thì ngày hôm nay bên shop Startup VIP em mới về cái mẫu M10 phiên bản 2022. Trước khi vào review, em muốn các anh chị tìm hiểu về cái bộ khung sườn và tổng thể của chiếc M10 này một lần. Đấy, tổng thể của xe em sẽ quay rất là kỹ cho các anh chị xem. Đây, từ ghi đông cho đến khung sườn của xe, bánh xe, khung xe này, càng xe, nhìn rất là đẹp đúng không các anh chị? Chỉ có hơn 5 triệu đồng là các anh chị được sở hữu cái mẫu xe này rồi. Thì không chờ gì lâu nữa, các anh chị cùng em vào tìm hiểu cái bộ cấu hình của chiếc xe M10 phiên bản 2022 này nhá. Đầu tiên thì em muốn nói đến là cái bộ khung sườn. Đấy, cái khung sườn này thì nó đang khác nhau giữa cái phiên bản này và phiên bản 2021 là cái màu sắc và cái tem của xe các anh chị nhá. Màu sắc và tem của xe ở trên này. Đấy, là khác nhau. Cái thứ hai là khác nhau về cái bộ bánh xe. Lốp của mẫu 2021 thì được trang bị là lốp của CST, còn lốp này phiên bản 2022 được trang bị là lốp của Kenda các anh chị nhá. Kenda đi thì rất là bền. Khung thì được trang bị là khung hợp kim nhôm với mũi hàn rất là đẹp mắt các anh chị nhá. Khung nhôm mũi hàn rất là đẹp này. Chiếc xe này thì màu trắng nhìn rất là nổi. Dây thì dây đề thì được đi dấu âm sườn, còn dây phanh thì một chiếc dây phanh vẫn đi ở ngoài các anh chị nhé. Dây phanh một chiếc vẫn đi ở ngoài, phanh dầu đi ở ngoài. Tuy nhiên cái dây phanh dầu nó đi ở ngoài thì nó rất là dễ thay thế, các anh chị có thể tự mua khi bị hỏng ấy, các anh chị có thể tự mua cái cặp phanh dầu về, các anh chị tự thay cũng được. Và nó không liên quan đến đi âm sườn nên là thay thế rất là dễ. Bô tăng và ghi đông đều được trang bị bằng nhôm. Đấy. Còn về phần tay đề được trang bị tay đề trước và sau là tay đề bấm của Microsoft các anh chị nhá. Để em zoom kỹ lại này. Đấy. Microsoft này. Trước và sau 38 24 tốc. Ngoài ra thì được trang bị trên ghi đông được trang bị cái tay sừng đây để chống va quệt, cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là tay nghỉ cho các anh chị đi đường dài mỏi tay. Trên ghi đông thì được trang bị cái tay cặp phanh dầu trước và sau. Cái điều đáng nói nhất là cái cặp phanh dầu này. Cặp phanh dầu này chỉ có nơi chiếc xe này chỉ có hơn 5 triệu và đã được trang bị cặp phanh dầu trước và sau của Logan rồi nhá. Bóp siêu nhẹ luôn. Đấy. Phanh dầu này. Phanh dầu trước và sau. Bóp rất là mềm các anh chị nhá. Dòng này thì không thể thiếu được cái phuộc. Phuộc thì được trang bị là phuộc lò xo có mở khóa hành trình. Đấy. Phuộc này rất là nhún luôn. Vành thì được trang bị lốp và được trang bị lốp Kenda này, lốp 26x1.95 các anh chị nhá. Đấy, bản lốp này là bản lốp nhiều gai, đi địa hình rất là bám. Vành thì được trang bị là vành của Galaxy, vành hợp kim nhôm hai lớp. Cam thì được trang bị là cam tròn siêu trớn. Mayer thì được trang bị là mayer nhôm chạy bi bạc đạn các anh chị nhá. Đấy, đây em sẽ quay kỹ vào này, chạy bi bạc đạn này. Đấy. Đây là củ phanh và đĩa phanh, củ phanh dầu. Tiếp theo thì đùi đĩa được trang bị là đùi đĩa nhôm 3 tầng. Đấy, đùi đĩa nhôm 3 tầng, trục giữa là trục cốt vuông, chạy bi bạc đạn. Gạt đĩa này cũng được trang bị là gạt đĩa làm rất là chắc chắn các anh chị nhá. Đây bản gạt đĩa này, làm cái gạt đĩa này này hình như là nó không có tên này, không có tên thương hiệu, gạt đĩa này không có tên này.
nhưng mà cũng được làm rất là chắc chắn anh chị nhé, rất là cứng luôn gạch đĩa, và lên số xuống số cũng rất là mượt. Xích này, xích của Shimano này, líp là líp vặn 8 tầng anh chị nhé. Cù đề sau thì được trang bị là cù đề Shimano Tuley, đấy, lên số xuống số khá là mượt. Yên xe này, yên xe thì được trang bị là yên của Galaxy, bản này cũng khá là dẹt to, ngồi cũng khá là thích. Em sẽ quay lại tổng thể một lượt nữa cho các anh chị xem. Nếu các anh chị nào đang muốn tầm khoảng giá từ 5 triệu đến 6 triệu thì có thể tham khảo qua ngay cái mẫu xe Galaxy M10 phiên bản 2022 này, và phiên bản 2021 bên em vẫn còn, nhưng mà em đánh giá cái phiên bản 2022 này màu sắc tem nó sẽ đẹp hơn. Anh chị nào muốn xem xe trực tiếp có thể qua shop số 10 Phạm Tuấn Tài để xem trực tiếp cái mẫu xe này. Ngoài ra các anh chị muốn đặt hàng online có thể đặt hàng qua số hotline 0964005166 và 0936307317 để được tư vấn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.